Tôi cài lại Windows rồi. Diệu Hạnh không nên save ở document để khỏi mất dữ liệu khi máy gặp sự cố. Hạnh dạ, chỉ để cho mình nghe. Tuấn bước qua khoảng sân rộng đầy bóng mát và thảm cỏ xanh mượt lốm đốm những quả nắng vàng lấp lánh như những hạt kim cương nhảy múa dưới chân. Qua thêm một khoảng đất trống, Tuấn ra khỏi khuôn viên nhà chùa. Hạnh đứng tần ngần nhìn theo dáng Tuấn, tự hỏi: sao mình không cảm ơn nhỉ? Bên này là khuôn viên chùa, bên kia là khu vườn trồng cây ăn trái với một căn nhà nhỏ và một thanh niên ở trọ học. Cách nhau một khoảng sân nắng, đạo và đời chia hai ngã. Hạnh mỉm cười với ý nghĩ ấy. Một ngày đẹp trời, nắng trưa lao xao trên những tán lá, nắng nhảy múa cùng tiếng chim ríu rít trong vườn chùa. Lòng Hạnh cũng lao xao những ý nghĩ. Trở vào phòng, Hạnh mở máy tính tìm lại những số liệu mình đã nhập hôm qua. Mất cả rồi, chẳng biết sư thầy có quở trách mình không. Từ ngày theo sư thầy đến giờ, đã bao nhiêu lần Hạnh lầm lỗi, nhưng chỉ thấy sư thầy thoáng nét không vui trong mắt. Với Hạnh, thầy là biểu tượng của từ bi, độ lượng, là tất cả những gì tốt đẹp nhất của thế gian này. Và dù thầy không có một lời phiền trách nào sau gần 4 năm vào ở chùa, Hạnh vẫn thấy lòng say rứt vì những lỗi lầm mình vô tình gây ra. Hôm qua, sư thầy Diệu Liên đưa Hạnh một quyển sổ ghi chi chít những con số, những bảng biểu. Lần đầu, Hạnh thấy những con số lớn, không phải tiền cúng dường của Phật tử, không phải là tiền chi xuất các khoản nhang đèn và ăn uống của các ni sư. Hạnh hỏi với vẻ ngây thơ: thưa thầy, chùa này. Có lẽ hiểu được ý nghĩ của Hạnh, sư thầy ôn tồn giải thích: những khoản tiền lớn hàng trăm triệu là tài sản cố định của nhà chùa, tiền duy tu sửa chữa, trong đó gồm giá trị tài sản của sư thầy Minh Giác để lại, cộng với những khoản mà thầy phải chi thêm khi về đây. Đây chỉ là chuyện cá nhân giữa các thầy thôi. Suýt nữa Hạnh đã lỡ lời. Trong thâm tâm Hạnh nghĩ: tại sao trong tu hành cũng có việc luân chuyển sự trụ trì, có chuyện chuyển những khoản tiền lớn khi đi và đến một ngôi chùa mới? Hạnh sẽ không thắc mắc nữa. Lớn lên Hạnh sẽ hiểu. Bây giờ thì phải cố gắng học thật giỏi, phải tốt nghiệp phổ thông trung học, rồi sư thầy sẽ cho Hạnh ra Bắc học ở học viện Phật giáo. Đó là mơ ước lớn nhất của Hạnh, mà bằng mọi giá Hạnh phải cố gắng thực hiện nó. 12 tuổi, Hạnh rời mái ấm tình thương ở thành phố. Buổi sáng hôm ấy, Hạnh lưu luyến chia tay trong nước mắt với các bạn trai gái theo sư thầy Diệu Liên về ở chùa. Chỉ có hai trong số vài chục bạn nhỏ mồ côi có được cái may mắn như Hạnh. Gần 4 năm sống ở thành phố, Hạnh được nuôi nấng, học hành, vui chơi như bao trẻ em khác. Đời Hạnh chỉ thật sự thay đổi khi Hạnh được nhà chùa cho xuống tóc quy y vào năm 16 tuổi. Cái tên Trần Thị Hạnh do các mẹ ở mái ấm tình thương đặt cho chỉ còn trong giấy khai sinh. Từ đó, Hạnh có pháp danh là Diệu Hạnh. Nhiều đêm, Hạnh đã hoảng hốt với những giấc mơ kỳ lạ. Trong đó, Hạnh mặc áo lam, trùm khăn kín đầu, chạy đuổi theo cái bóng của mình giữa cánh đồng mông quạnh. Ban ngày ra đường, Hạnh thùng thình trong chiếc áo lam buồn bã, khổ hạnh và chiếc khăn cùng màu che khuất cổ rủ xuống ngực. Rồi đột ngột, sư thầy chuyển xuống làm trụ trì một ngôi chùa ở xa thành phố. Hạnh theo thầy chuyển về học ở một trường trung học cơ sở gần chùa. Những ngày đầu nơi ngôi trường mới, Hạnh thực sự thấy ngỡ ngàng. Cả trường nữ sinh mặc áo dài trắng, chỉ có mình Hạnh là mặc áo lam. Nhiều đôi mắt tò mò nhìn người bạn mới. Hạnh chỉ cười bằng nụ cười thân thiện và độ lượng. Giờ học, thầy gọi:
Trần Thị Hạnh. Cô bạn ngồi cạnh thúc nhẹ vào tai: "Thầy gọi bạn kia." Hạnh luống cuống đứng dậy: "Mô Phật." Các bạn trong lớp không nén nổi tiếng cười. Thầy đỡ lời: "Em lên văn phòng bổ sung hồ sơ nhập học." Chỉ có chuyện tên thật và pháp danh cũng nhiều phen làm Hạnh lúng túng. Nhưng chẳng bao lâu Hạnh cũng dần quen với bạn mới, trường mới. Và người bạn tinh nghịch cứ theo Hạnh trêu chọc mỗi khi Hạnh có gì đó không hòa nhập được với tập thể. Chúng bạn luôn miệng bảo: "Đạo đời hai ngã." Hạnh không cãi nhưng lại nghĩ: "Chẳng lẽ đạo và đời là hai đường thẳng song song, không có điểm gặp?" Hạnh nói suy nghĩ đó với anh trưởng lớp. Bạn ấy bảo: "Đúng rồi, làm sao song song? Cuối cùng tu cũng chết, không tu cũng chết mà." Hạnh không giận bạn, vẫn cười, nụ cười khoan dung độ lượng. Lời sư thầy Diệu Liên dạy lúc nào cũng văng vẳng bên tai Hạnh: "Phải biết hòa đồng, biết tha thứ." Hạnh không còn khóc như ngày mới vào ở chùa, không khóc ngay cả lúc xuống tóc quy y. Thầy bảo: "Cái khổ của con đã thấm vào đâu so với cái khổ của chúng sinh trong cõi trầm luân này?" Từ ngày vào học lớp 9, Hạnh dần dần hòa nhập với cuộc sống ngoài đời. Trong lớp, nơi bạn bè nhỏ hơn Hạnh đến 2-3 tuổi, nhưng Hạnh vẫn cố gắng sống gần gũi và yêu thương mọi người. Trường ở quê, bạn bè phần lớn đều nghèo. Điều đó làm Hạnh cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn nhiều bạn cùng lớp. Nhà chùa dành cho Hạnh một căn phòng riêng dùng làm nơi sinh hoạt và học tập. Đó là căn phòng thoáng mát, hơi tối nhưng rất yên tĩnh, rất thích hợp nghỉ ngơi và học hành. Một góc phòng là giường ngủ có chăn nệm, gối thiêu hoa và một con gấu bông của sư thầy mua cho Hạnh ngày mới về chùa. Ở góc đối diện có chiếc bàn học xinh xắn, một kệ sách nhỏ, một máy vi tính nối mạng. Hạnh thích nhất là khung cửa sổ gần lối ra vào. Khung cửa đủ thấp để Hạnh có thể chống hai tay lên bậu, nhìn ra mảnh sân rộng bên ngoài với những khoảng bóng râm mát lạnh và thảm cỏ xanh rờn rợn lao xao qua nắng. Lần nào cũng vậy, cứ nhìn những hoa nắng lao xao nhảy múa trên nền cỏ xanh, lòng Hạnh lại rộn ràng những cảm giác kỳ lạ, khó tả. Đầu năm học, thầy Anh Văn trả bài kiểm tra 15 phút trong lớp. Hạnh nhìn những nét bút bi màu đỏ phê chi chít trên bài làm của mình mà cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu sư thầy biết được Hạnh chỉ được điểm 4 ở bài kiểm tra, chắc sẽ rất buồn. Mấy đứa bạn thân mách: "Bạn nên mua thêm băng đĩa để tập nghe nói, đồng thời củng cố thêm văn phạm từ vựng. Hay là bạn xin sư thầy cho đi học thêm ban đêm với tụi mình?" Hạnh nghĩ không thể đi học ban đêm được, chỉ còn cách xin sư thầy mua băng dạy tiếng Anh. Hạnh trình bày ý muốn đó với sư thầy và được đồng ý ngay. Một Phật tử biết chuyện góp ý: "Nhà chùa nên kết nối internet để dụ Hạnh học thêm, không chỉ học Anh Văn mà còn học thêm nhiều điều bổ ích khác." Tưởng nói rồi thôi, ít hôm sau có thợ đến kéo cáp kết nối internet cho Hạnh để lên mạng học tập. Có thêm phương tiện học tập làm Hạnh rất vui, nhưng một áp lực khác lại đè lên vai Hạnh. Nếu không tiến bộ trong học tập thì Hạnh không biết nói sao với sư thầy. Đêm ở chùa thật yên tĩnh. Từ phòng học, Hạnh chỉ nghe tiếng mõ nho nhỏ vọng ra từ chính điện. Lâu lâu đệm vào âm thanh buồn buồn ấy là một tiếng chuông khẽ khàng như tiếng tụng kinh của sư thầy. Hạnh không còn lên chính điện cúng lễ từ ngày vào học năm lớp 9. Sư thầy bảo phải chuyên tâm học tập, tu hành là chuyện cả đời. Người không học có thể chìm đắm trong cõi vô minh, khó mà ngộ ra lẽ đạo.
Chiếc xe du lịch dừng lại trước cổng chùa. Khách là một người đàn ông tuổi ngoài 40. Trông khách có vẻ như một thương gia, một chính khách thành đạt. Khách quen, Hạnh nhớ như vậy. Dáng đi chậm rãi, sang trọng, cái nhìn đầm ấm nhưng đượm chút buồn khổ. Hạnh không thể nhầm lẫn khách với những người khác đến viếng chùa này. Mỗi tháng một lần vào một ngày cố định, khách lại đến chùa. Cả cái áo khách mặc, đôi giày khách mang, cứ như một kiểu, một màu trong bao nhiêu lần Hạnh nhìn thấy. Khách quen với sư thầy nên cứ đi thẳng vào hậu điện. Ban đầu Hạnh không mấy chú ý đến người khách có vẻ đặc biệt này, nhưng nhiều lần sau đó Hạnh phải tự hỏi, sao sư thầy không tiếp khách trong hậu điện mà lại ngồi nói chuyện với khách ngoài sân chùa? Sao chỉ thấy khách nói, còn sư thầy chỉ im lặng ngồi nghe hàng giờ? Sao khách không vào cúng Phật mà lại đi thơ thẩn trong sân chùa, có khi hết cả buổi chiều, đợi đến hoàng hôn buông xuống mới lên xe về thành phố? Hạnh cảm thấy mình có lỗi với khách, có lỗi với sư thầy vì những câu hỏi vớ vẩn đó. Tội lỗi, tội lỗi. Cứ mỗi lần ý nghĩ đó đến trong đầu, Hạnh lại muốn chạy đến quỳ dưới chân Đức Phật để sám hối. Trưa nay khách lại đến. Hạnh đứng lặng lẽ bên cửa sổ nhìn khách đi qua. Tóc khách đã bạc hơn nhiều, dáng đi như đã nặng dấu thời gian, và chiếc lưng cũng cúi thấp hơn với những gánh đời. Hạnh cảm thấy như thế khi khách đi vào hậu điện. Hình như sư thầy đang tưới qua bên cổng chùa. Sao sư thầy không lên tiếng chào khách nhỉ? Tội lỗi. Hạnh lắc đầu để xua đi những ý nghĩ của mình. Cuối cùng khách rời khỏi hậu điện, bước chậm chậm trên khoảng cỏ xanh mượt trước sân chùa. Hạnh quay lại bàn, mở sách ra học. Những con chữ cứ nhảy múa lao xao như những quả nắng ngoài sân. Hạnh mở băng cassette nghe giáo lý. Những lời nói trong băng cũng chập chờn, được mức như những hình ảnh trước mắt Hạnh. Hạnh nằm xuống, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng vị hòa thượng đang nói. Hình như chuyện đã kể. Đức Lục Tổ một hôm đi qua chùa Ấn Tông, thấy hai vị sa di đang đứng nhìn tấm phướng bay phất phơ trong sân chùa. Một vị hỏi, Đố huynh gió động hay phướng động? Vị kia trả lời, phướng động. Không phải, gió động. Không có gió làm sao phướng động? Không có phướng làm sao thấy gió động? Gió động. Không, phướng động. Đức Đục Tổ nghe hai vị cãi nhau, không ai chịu ai, bèn xin được góp lời. Phướng không động, gió không động, mà tâm nhân giả động. Hòa thượng muốn dạy, phải biết nhìn sự việc từ nhiều mặt, nhiều hướng, về nhân và quả, qua câu chuyện này. Thế nhưng, Hạnh có cảm tưởng người đang nhìn thấu suốt được trái tim đang xao động của mình. Thì ra, một cái tâm an lạc, Hạnh vẫn chưa có được. Khách ngồi lặng lẽ trong sân chùa một mình rất lâu. Hạnh loay hoay tưới qua trước cổng chùa, mà đầu óc cứ quẩn quanh niềm thương cảm khi nghĩ về người khách lạ. Lúc nắng chiều sắp tắt, khách cùng sư thầy bước chậm chậm trên lối đi nhỏ rải rỏi từ sân chùa ra cổng. Hạnh ngồi khuất dưới những đùm hoa trắng. Chợt khách dừng bước gần chỗ Hạnh đang ngồi, nói với sư thầy bằng một giọng buồn rười rượi. Anh chờ đợi em hơn 10 năm rồi. Em đầy đọa anh đến bao giờ nữa đây? Hạnh không thể tin ở tai mình, vội ngồi thụp xuống, sợ mọi người nhìn thấy. Hạnh không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa sư thầy và khách. Không nghe tiếng trả lời của sư thầy, chỉ có tiếng gió lướt điều hiu trong không gian tĩnh lặng và tiếng giày khua nhẹ trên nền sỏi nhỏ xa dần. Thank you.
Hạnh bước chậm chậm qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang sông. Gió chiều lồng lộng thổi. Hạnh ném lá thư xé vụn đang cầm trong tay. Những mẫu giấy nhỏ bay lả tả, lượn vòng như đàn bướm, rồi lần lượt đáp xuống mặt sông. Đó là lá thư của anh trưởng lớp gửi Hạnh, nhét vội trong quyển từ điển tiếng Anh. Lá thư chỉ vỏn vẹn có hai câu: mắt Hạnh đẹp quá, mình thích Hạnh. Không trách cũng không buồn bạn, nhưng lòng Hạnh thấy bất an. Làm sao tới nhà bạn ấy học thêm mà không thấy áy náy đây? Về đến chùa, Hạnh không ăn cơm mà lấy tập ra học bài. Những con chữ lại nhảy múa trước mắt, nhập nhòe làm Hạnh thêm rối trí. Hạnh đi vòng qua sân ra sau chùa ăn cơm chiều. Bên kia sân, Hạnh thấy Tuấn đang nằm đông đưa trên chiếc võng chăm chú đọc sách. Bên cạnh là chai nước lọc và một con chó nhỏ. Sao mình không nhờ anh Tuấn nhỉ? Hạnh nghĩ đến, rồi lại thấy ngại khi phải bước sang bên ấy. Chỉ một khoảng sân thôi mà sao cách xa đến vậy? Hạnh đứng tần ngần suy nghĩ trước khi đi vào nhà bếp. Thôi, không nhờ, đạo đời hai ngã. Hạnh lại nhớ đến sư thầy, nhớ đến người khách lạ. Với Hạnh, lúc nào cũng có một câu hỏi trong đầu: sao lại thế mà chẳng bao giờ có câu trả lời? Tình yêu là gì nhỉ? Đến cả sư thầy tưởng đã thoát khỏi lục dục, thất tình sao lại còn dương vấn? Hay sư thầy muốn thoát ra mà người đời thì lại níu kéo? Cơm nước xong, Hạnh quay về phòng định học tiếp. Tuấn không còn nằm trên chiếc võng, chỉ còn con chó nhỏ nằm im như ngủ. Hạnh vào phòng mở máy tính chờ đợi. Lại nhớ câu nói của Tuấn: cái gì trên mạng cũng có. Hạnh tò mò vào Google, gõ thử từ yêu, rồi click vội vào một video Adun ở trên đầu trang. Hạnh choáng váng khi nhìn thấy những gì đang hiện ra trên màn hình. Hạnh không tin ở mắt mình, lính quýnh tìm chuột để tắt máy. Hai má Hạnh đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Hạnh mở cửa chạy ra khỏi phòng. Sao lại thế này? Yêu là làm như thế sao? Tội lỗi, tội lỗi. Hạnh bỗng thấy căm giận anh Tuấn bởi đã xui dại mình. Hạnh tự trách mình bởi cái tâm còn vọng động. Hạnh vào nhà tắm, xối nước ào ào lên cả chiếc áo lam đang mặc, như muốn gột rửa những hình ảnh vừa nhìn thấy. Hạnh nhắm mắt để khỏi nhìn thấy ngực mình khi cởi những chiếc cúc vải trên chiếc áo lam. Tội lỗi. Cái thân tứ đại này sao có thể làm những chuyện như thế? Hạnh nhìn đôi tay trắng hồng của mình đang ngâm trong nước lạnh. Bàn tay này, thân thể này được tạo nên từ những gì thuần khiết, sạch trong của đất trời. Sao lại có thể làm như vậy được? Hai ba hôm sau, Hạnh vẫn không dám đụng vào chiếc máy vi tính. Hạnh cứ sợ khi mở máy lên, những hình ảnh xấu xa hôm trước lại hiện ra trước mắt mà không thể nào tắt máy được. Có khi nửa đêm, Hạnh mơ thấy chiếc máy vi tính tự động bật lên. Hạnh trùng chăn kín cả đầu, quay mặt vô tường để khỏi nghe thấy. Thầy định thuê người cua khoảng sân này lên để trồng rau cải, làm thêm cái hàng rào bên kia để lũ trẻ không qua bước phá cây cỏ. Con thấy thế nào? Thưa thầy, con thấy nên để thế này cho đẹp. Phía sau chùa còn một khoảng đất trống chưa trồng gì, lại thoáng nắng. Trồng rau ở đó chắc sẽ tốt hơn. Hạnh nói mà nghe có gì đó đổ dở trong lòng. Sư thầy gật đầu. Con nói đúng, thầy giao cho con lo chuyện này. Mô Phật. Hạnh cúi đầu dâng lời thầy,
mà tưởng như đang cúi đầu tạ lỗi. Hạnh nói đúng, nhưng có cảm giác đang lừa dối sư thầy. Phải, Hạnh không muốn mất khoảng cỏ xanh với những quả nắng lao xao mỗi trưa. Hạnh không muốn có cái hàng rào dựng lên nơi kia chắn ngang vườn chùa và nhà anh Tuấn. Hạnh muốn thấy con chó nhỏ lông trắng như bông chạy loăng quăng đuổi theo chiếc lá bồ đề bay trên thảm cỏ. Hạnh muốn nghe tiếng sủa gâu gâu và cái bóng quay tròn của nó khi tìm cách cắn cái đuôi của chính mình. Và hơn hết, Hạnh muốn thấy anh Tuấn thỉnh thoảng bước qua bên này sân, nhóng tìm, rồi hỏi du dơ. Diệu Hạnh ơi, có gặp khó khăn gì không? Câu hỏi lững lơ, vô tình của một người không thân thích, rảnh rỗi buộc miệng hỏi cho có. Một khoảng cỏ xanh mất đi, một hàng rào dựng lên, sẽ là nghìn trùng xa cách. Dẫu thật, đạo và đời có hai ngã, thì Hạnh vẫn muốn đứng bên này chùa, sau ô cửa sổ quen thuộc, nhìn sang bên kia khoảng cỏ xanh, vì đó là cuộc đời. Nhiều lần trong cái thâm u tĩnh mịch của sân chùa, trong hương khói mông lung và tiếng chuông chiều trầm mặc, Hạnh đếm từng bước mình in nhẹ trên thảm cỏ mượt như nhung và thấy lòng nhẹ tên, thanh thản như thoát tục. Có phải khi người ta rũ bỏ hết duyên trần thì thế gian này bỗng chốc trở thành cực lạc? Niết bàn ở một cõi nào đó xa xôi, Đức Thế Tôn vẫn không nhìn thấy được. Nhưng chỉ cần con người từ bỏ lục căn, ngũ uẩn là đã đạt thành chính quả. Hạnh dần dần ngộ ra những lời thầy dạy. Hạnh tưởng mình đã có được huệ nhãn, có đủ huệ căn để có thể nhìn thấu suốt cái cõi vô minh ở lòng mình. Sáng chủ nhật, Hạnh chuẩn bị đi học thêm, nhân tiện ghé thuê người cuốc đất làm rào cho chùa. Bên nhà anh Tuấn bỗng ồn ào hơn mọi ngày. 5-7 chiếc xe gắn máy đậu trước sân, gần chục thanh niên nam nữ ăn mặc hợp thời trang tụ tập sau giường nhà anh Tuấn. Họ tổ chức nấu nướng, ăn uống, cười nói, chạy đuổi, làm ồn ào cả xóm. Hạnh dắt xe ra cổng, tự dưng lòng thấy khó chịu. Học 2 giờ anh văn mà tâm trí Hạnh cứ để tận nơi đâu. Ghé chỗ thợ làm hàng rào, lại đi vắng. Hạnh lững thững dắt bộ xe trở về chùa. Việc đầu tiên của Hạnh là quan sát xem đám bạn anh Tuấn còn ở đó không. May quá, họ về cả rồi. Ghé qua phòng sư thầy để thư chuyện thuê thợ chưa được. Xong, Hạnh về phòng mình. Hạnh ngạc nhiên khi thấy một khối bông trắng nõn nằm trước cửa phòng. Còn chó nhỏ của anh Tuấn. Có lẽ bên ấy ồn ào quá nên nó trốn sang đây. Hạnh xoa cái đầu bù xù lông trắng và nghe cảm giác ấm áp lạ lùng truyền sang từ con chó. Bên kia, nhà anh Tuấn đã trở lại cái yên ắng thường ngày. Cánh cổng rào vẫn mở. Có lẽ anh ấy vẫn còn ở nhà. Tự dưng, Hạnh muốn sang bên ấy, mượn cái gì đó, nói điều gì đó. Mượn gì, nói gì, Hạnh cũng không biết. Chỉ biết là muốn sang bên đó, vậy thôi. Hạnh nhìn con chó và chợt có ý nghĩ mang con chó trả cho chủ nó. Hạnh luồn tay dưới bụng, nâng con chó lên và ôm nó vào ngực. Hạnh bước chậm chậm, rón rén như sợ có ai nghe được tiếng chân mình. Qua hết khoảng sân cỏ mịn, một khoảng đất trống. Qua chiếc võng treo hờ giữa hai thân cây, một chiếc bàn nhỏ. Hạnh bước gần đến cửa sau. Con chó nhỏ vẫn nằm ấm áp và ngoan ngoãn trên ngực Hạnh. Hạnh vuốt ve nó như muốn tìm thêm sức mạnh, thêm can đảm. Chẳng lẽ anh Tuấn ra khỏi nhà mà quên đóng cửa rào?
Hạnh nhón chân nhìn vào gian bếp. Trong ánh sáng lờ mờ, Hạnh thấy anh Tuấn đang bị một cô gái đứng dạng hai chân đè cả người vào vách. Hạnh chỉ có thể nhìn được đến thế rồi dùng bỏ chạy. Còn chó nhỏ phóng nhanh xuống đất, hoảng hốt chạy đuổi theo Hạnh, sủa gâu gâu cho đến lúc Hạnh lao vào phòng, đóng sầm cửa lại. Thưa thầy, con muốn xây cái hàng rào ở chỗ kia, trồng rau trong khoảng sân này. Đất ở đây tốt hơn đất phía sau hè chùa. Sư thầy thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ đứng lặng im, nhìn những quả nắng nhảy múa lao xao trong vườn chùa.